Rồi thân mà nhà mình ghé giao lưu tham khảo một cây gân vàng lá tròn nha. Cây này đã sống khỏe rồi, xanh tươi tốt luôn, ở nhà mình yên tâm. Cây này có mã số là 101, có tổng sơ đồ hành gốc là 36, chiều cao là 20, đang nằm trong nuôi lọt lòng là 37. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn là 600k, bao ship luôn chọn nha, cho một em gân vàng lá tròn. Này, cái này lũ này, này đầu 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 này là đầu lũ nha. Cái này cũng khá là già quá nha. Đây này, gốc này. Cây xanh tươi tốt luôn. Răng vàng lá tròn. Cái này cái mã số là 101. Nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn là 600k, bao ship luôn chậu nha. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi thân mời nhà mình ghé giao lưu tham khảo một cây răng vàng lá tròn nha. Cây mini. Cây này đã sống khỏe rồi. Cây này có mã số là 102. Có tổng sơ đồ hành gốc là 10, chiều cao là 37, đang nằm trong nuôi đột lòng là 23. Cái này nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn là 200k, bao ship không chậu nha. Cho một em gân vàng lá tròn mini. Lũ này, đây này, lũ này. Về nhà mình vô chậu mới cho em nó là ok nha. Cây mini. Cái này cũng khá là quái nha. Thân co lắc lư luôn này, đây này. Cái này cái mã số là 102. Nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn là 200k, bao ship không chậu nha. Gân vàng lá tròn mini đàn trai. Nhà vườn xin qua cái này luôn. Rồi thân mời nhà mình ghé giao lưu tham khảo một cái cẩm thị nha. Phong thiên nhiên, cây này đã sống khỏe rồi. Cả nhà mình yên tâm nha. Cái này cái mã số là 103. Có tổng sơ đồ hành gốc này nha là 17, chiều cao là 60, có cái tán phóng từ bên này qua tới bên này là 55 nha, đang nằm trong nuôi lọc lòng là 40 x 24. Cái này nhà vườn xin giao luôn nhanh luôn là 1000k, bao ship luôn chậu nha. Chậu này là chậu miến xanh phong thiên nhiên. Cái này cũng khá là dài nha. Cái này liền cốt nha cả nhà, hai thân nhưng mà liền 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 cốt nha, liền cốt nha. Cây xanh tươi tốt luôn, form thiên nhiên, cây quá là già luôn nha. Có tên gọi khác là kim cương đen. Cái này có mã số là 103. Nhà vườn xin giao lưu nhanh là 1000k, bao ship luôn chậu nha. Cho một em cẩm thị phong thiên nhiên. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi thân mời nhà mình ghé giao lưu tham khảo một cây cẩm thị nha. Phong thiên nhiên. Cây này sống khỏe rồi, cả nhà mình yên tâm. Cây này có mã số là 104. Có tổng sơ đồ hành gốc là 48, chiều cao là 35, đang nằm trong men xanh lọt lòng là 24 nha. Cái này nhà vườn xin giao lưu nhanh là 1000k, bao ship luôn chậu nha. Cho một em cẩm thị mini. Cây khá là dài nha cả nhà. Cái này. Cây quá là già luôn. Cái này có hóc lũa này. Có tên gọi khác là kim cương đen. Cây quá là lực nha cả nhà. Này hấp đây này, chỗ này có hấp lúa này, cây khá là quái nha. Cây này cái mã số là 104. Nhà vườn xin giao lưu nhanh là 1000k, bao ship luôn chậu nha. Chậu này là chậu men xanh đất tiên. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi thân mời nhà mình ghé giao lưu tham khảo một cây vít rừng nha. Form thiên nhiên, cây này sống khỏe rồi, cả nhà mình yên tâm. Cái này có mã số là 105. Có tổng sơ đồ hành gốc là 20, chiều cao là 32, đang nằm bầu nuôi là 35. Cái này nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn là 350k, bao ship nha. Cho một em rút rừng form thiên nhiên. Cái này sắm khỏe rồi nha cả nhà. Về nhà mình vô chậu cho em nói là ok. Đây này, lũ này.
Đây. Người này cũng khá là quái nha. Này. Có cái rễ này đi qua đó nè. Rất rừng, phong thiên nhiên. Cái này cái mã số là 105. Nhà vườn xin giao lưu nhanh là 350k bao ship nha. Rồi nhà vườn xin qua cái này luôn. Rồi thân mà nhà mình ghé giao lưu tham khảo một cái linh sam linh ghép đạo điểm nha. Cái này thành phẩm rồi. Cái này cái mã số là 106, có tổng số đo gốc là 18, chiều cao là 30. Có cái tiền phóng từ ngay chỗ này lên tới ngay này là 65 nha. Đang nằm trò nuôi lọc lòng là 28. Cái này nhà vườn xin giao luôn nhanh luôn là 5.000k bao ship luôn chậu nha. Cái này thành phẩm rồi. Đây lũ này kia nha. Chỗ này có con này khá là quái nha. Đây này. Cây chơi cành này khá là lực nha như này. Rễ này rễ nôm nha cả nhà. Đây này. Rồi cái này cái mã số là 106. Nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn là 5.000k bao ship luôn chậu nha. Cây đã thành phẩm rồi. Rồi nhà vườn xin qua cái này luôn. Rồi thân mời nhà mình ghé giao lưu tham khảo một cây găng vàng lá tròn nha. Cây này đã sống khỏe rồi, cả nhà mình yên tâm. Cây này cũng khá là quái nha. Cây này có mã số là 107, có tổng số đo hình gốc là 19, chiều cao là 28. Đang nằm trò nuôi lọt lòng là 30x20 nha cả nhà. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn là 500k bao ship luôn chậu nha. Cây này cũng khá là quái nha cả nhà. Đây này. Mấy cái đầu này là đầu lũa nha, đây này, đầu lũa này. Đầu lũa này. Mấy đầu này là đầu lũa nha. Cây khá là quái nha, đây này, lũa này. Găng vàng lá tròn mini. Cái này cái mã số là 107. Nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn là 500k bao ship luôn chậu nha. Chậu này là chậu miền xanh. Rồi nhà vườn xin qua cái này luôn. Rồi thân mời nhà mình ghé giao lưu tham khảo một cây linh sam 86 ghép đá nha. Cây này sống khỏe rồi, cả nhà mình yên tâm. Cái này cái mã số là 108. Có cái gốc đòn đây là bằng ngón tay út nha. Đây này, cái gốc nó bằng ngón tay út thôi. Cây cao là 48. Đang nằm trong nuôi lọt lòng là 25. Cái này nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn là 450k bao ship luôn chậu nha. Cho một em linh sam 86 ghép đá. Cây đang cho hoa cả nhà. Đây này. Hoa này. Cái này cái mã số là 108. Nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn là 450k bao ship luôn chậu nha. Cho một em linh sam 86 ghép đá. Rồi nhà vườn xin qua cái này luôn. Rồi thân mời nhà mình ghé giao lưu tham khảo một sơn liễu thành phẩm nha. Cái này có mã số là 109, có tổng số đo hành gốc là 30, chiều cao là 80, đang nằm chậu nuôi lọc lòng là 35x25 nha. Cái này nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn là 2.000k bao ship luôn chậu nha. Cho một em sơn liễu thành phẩm nha. Hai thân chung cốt nha cả nhà. Cái này đầu này là đầu lúa nha. Cây khá là già mà. Này, nhìn bộ rễ này, rễ trải luôn nha. Này. Cái này cái mã số là 109. Nhà vườn xin giao lưu nhanh là 2.000k bao ship luôn chậu nha.
cho một em sơn liễu thành phẩm. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi thân mà nhà mình ghé giao lưu tham khảo một cây vít rừng thành phẩm nha. Cây này có mã số là 110, có tổng sơ đồ hành gốc là 15, chiều cao là 23, có cái tàn phấn từ ngày này qua tới ngày này là 60 nha. Đang nằm cho nuôi độc lông là 26. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn là 1200k, bao ship luôn chậu nha, cho một em vít rừng thành phẩm nha. Này, dây xương khá là dài nha. Có cái cầu bái đó, cầu bái nè. Với rừng tàn lên thiên nhiên. Cái này có mã số là 110. Nhà vườn xin giao lưu nhanh là 1200k. Bao ship luôn chậu nha. Vít rừng thành phẩm. Rồi nhà vườn xin qua cái này luôn.